Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau 7 năm kể từ khi chính phủ ban hành nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Việt Nam vẫn chưa có doanh nghiệp nào được kinh doanh trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3, trong đó có vấn đề về đặt cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó. Theo báo cáo, đến năm 2017, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và căn cứ quy định của luật đầu tư, chính phủ đã ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế Cụ thể từ năm 2017 đến nay, có 7 tỉnh thành phố đề nghị thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó. Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư trường đua ngựa có đặt cược tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên đến nay dự án chưa triển khai do vướng mắc về cơ chế góp vốn từ phía nhà đầu tư Việt Nam, Tổng công ty du lịch Hà Nội và đang thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 6 dự án còn lại đang trong quá trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Ngoài ra, có một doanh nghiệp đã thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó trong trường đua tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1999 trước khi nghị định số 06 được ban hành. Đến tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh đặt cược do hết thời hạn hoạt động của dự án. Theo quy định của Nghị định 06, đối với đặt cược đua chó đua ngựa, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược khi có dự án đầu tư với quy mô đầu tư tối thiểu lần lượt là 300 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Từng dự án phải được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành cấp giấy phép kinh doanh đặt cược sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng trường đua và chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh đặt cược Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, chính phủ cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh trong thời hạn 5 năm. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành, tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, có phương án đầu tư hệ thống đặt cược và phương án kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Bộ trưởng nêu rõ, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải được lựa chọn thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, Luật đấu thầu năm 2013 chưa có quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, do đó không thể tổ chức đấu thầu lựa chọn một doanh nghiệp. Do đó từ năm 2017 đến năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành năm lần báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 06 trên cơ sở ra soát pháp luật, tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện nghị định thay thế nghị định 06 sau khi luật đấu thầu sửa đổi được ban hành. Hiện Bộ đang hoàn thiện để lấy ý kiến các bộ ngành sửa đổi nghị định số 06, quy định cụ thể về điều kiện cụ thể đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế để phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu mới. Bộ Tài chính cho biết, việc đấu thầu lựa chọn một nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện theo quy định của luật đấu thầu và nghị định về kinh doanh đặt cược